Ông đưa đưa cái máy này mình làm đi. Review máy quét nhà. Phần máy quét nhà nào. Nhìn máy này nhìn to nhỉ. Tiếp tục bây giờ không phải quét nhà nữa. Có con này. Anh ở trên điện thoại là điều khiển anh Kiên. Anh chưa tí phải nhắn tin cho ông đấy, tí anh về quay lại cho. Cái lâu này nó chạy nhanh lắm. Đây là nó lâu à? 4 giờ sáng giờ thức dậy. À lâu này nó chạy nhanh. Chơi điện tử. Anh Tụng lại thích cười khanh khách. Ui sạch phết nhờ. Khá là sạch bong luôn. Này tháng sau lại phải mua con này về quét dần. Vâng. Cán bộ Tụng nó sao nó đi chưa hết lối nó lại quay rồi. Xe đạp chân đi mét một à? Để sắm nữa à? Đổ nước vào. Vậy nó cứ chạy cả ngày vậy à? Nó gần hết pin thì nó về sạc, nó chạy tiếp. Nó tự về á? Nó tự về không ạ? Nó tự thức về nó chui đây nó chạc lấy này. Và mình bảo đây đây về, là cái sạc của nó này. Nó tự về. Bảo về đây nhá. Đây nó sẽ về. Nó quay về nó sạc. Đâu có về đâu. Chưa. Nó chui vào cái hoàn nó hoàn nó thích rồi. Thích. Nghe nói mỏ bỏ chồng nó thích. Đây. Nó đi về điểm để nó sạc. Thằng nó lại vào với mình. Nó vuông góc thì nó vào sạc không ạ? Vuông góc. Này vào về bảo nó khôn phết nhỉ? Và nó quét rửa chân cho vợ thì có khi nó không làm nữa nhỉ? Ờ.
mày leo lên giường rửa chân cho tao. Tự vào sạc đấy. Ờ. Chui vào sạc. Đây tự sạc mà. Để anh thử bảo nó đi quét xong là bê cục sạc ra chỗ khác cho nó quay về được. Nó có đến đường đúng không nhỉ? Nó vẫn biết nó đến đấy. Tự nó chui vào sạc hết. Trong kia nó có cảm biến với lại cảm biến cái này này, mặt này này. Nó có mắt thần. Cắm điện này. Anh bỏ xuống bên này này. Đây này có điện này. Sạch mà. Nó nhận theo chắc nó nhận theo. Đổi chỗ sạc vẫn tìm đợi thấy chỗ sạc. Khốn. Ai xếp sửa. Thè lưỡi là đi đến. Nguyễn là gửi đến mùi đấy là thè lưỡi là đi đến. Chui vào luôn. Nghe anh tụng tối nay mượn một buổi. Chạy đó, anh đi nó vào. Khi nào hết? Cái gì nữa, chạy cho con mượn cái gì. Nhưng mà không phải lo nữa. Nó tự tìm thấy, đổi cái chỗ sạc rồi mà nó vẫn tự tìm. Để xuống. Hóa ra là cái này nó lại quay này coi này. Nó tự tìm. À, nó quay. Không lấy vuông góc thì nó vào. Chứ không nó không lái được. Nó làm đúng cái độ vuông góc của nó. Nó lại chạy đi đâu. Lâu thì đâu. Nó lấy vuông góc thì nó về. Đấy, nó chạy. Nó ra đằng này nó thấy đằng đấy thì nó cứ đi ra xong nó bắt ngược quay lại nhỉ. Nó lấy cái độ vuông góc của nó mới không về. Kiểu là ngoại. Cái hai cái mắt đen đen nó nhìn nhau kìa. Từ nó chưa vào bây giờ chặt cái kia nó lại chưa. Phịch đấy. Chưa. Khật cái rồi. Khật cái. Đấy.